Mình sẽ chia sẻ món lòng gà xào với dưa cải chua nhé. Món này tuy rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon ấy. Chúng ta có thể làm thêm một món ăn ngon nữa. Dưa cải chua thì chúng ta muối chua và chúng ta khi mà nó chua quá thì chúng ta rửa sạch lại và để ráo nước để thái miếng vừa ăn. Nếu chúng ta muối cả cây nhé. Đây mình phi thơm đầu hành nhỉ nào vào. Mình sẽ xào lòng mề gà trước. Vì dưa cải chua muối nó đã có gia vị rồi, cho nên chúng ta chỉ cần cho một ít gia vị vào cái lòng mề này thôi, một chút muối vào thôi, thêm chút hạt lêm nữa. Sau mình chỉ cần cho dầu hào và bột ngọt thôi, cho lửa vừa nhé. Chúng ta xào cái dưa cái lòng mề này cho nó chín tới. Tiếp đến mình sẽ cho dưa cải chua vào xào nhé. Khi mà lòng mề nó chín được 80% rồi. Dưa cải chua thì đây mình mới muối cả cây, mình thái mỏng như này thì xào ăn nó sẽ rất là ngon và nó hòa quyện đấy. Các bạn cho lửa to lên chúng ta xào để cho dưa nó không bị ra nước. Ăn thêm các bạn muốn ngậy thêm thì các bạn có thể cho thêm một chút dầu ăn nữa vào hoặc là mỡ heo, mỡ gà vào. Còn không thì chỉ cần như này thôi. Dùng keo lửa thật to để chúng ta xào. Chúng ta phải xào xăm lên nhé. Để cho món ăn này nó ngon hơn, nó ấm hơn, mình cho thêm dầu hào nữa. Thêm chút dầu hào và xào cùng. Phần tắt bếp thì cho thêm ít bột ngọt và hành lá vào là được. Để xào cho thật xăm lên là được. Dưa cải chua khi mà chúng ta xào kiểu này ấy, mỏng như này ăn nó rất là ngấm mà lại ngon các bạn. Dưa không bị khô quá mà nó lại mềm, vẫn giữ được cái độ giòn, nó không bị lát và lại ngấm gia vị ấy, rất là ngon luôn ạ. Và giờ khi mà nó săn lên lại rồi, dưa nó không óp và nhìn rất là ngon rồi. Các bạn cho mình một chút hành, chút bột ngọt, hành lá. Và mình hoàn thành được cái món ăn này rồi đấy ạ. Bây giờ cần đảo đều lên cho nó hòa quyện với nhau và cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Món ăn tuy rất là đơn giản nhưng khi biết cách nấu ấy thì mình lại có một món ăn ngon ấy mà lại lạ miệng ấy, chua chua ngọt ngọt lại không bị ngấy. Để cho ra đĩa nhé. Nhìn không? Rất là ngon luôn ạ. Sóng mịn. Nhìn miếng dưa cải chua. Bạn nào ăn được tiêu ớt thì rắc lên trên nhé. Là mình có món ăn rất là ngon rồi.